Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã và đang tập trung cho công tác nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho thanh niên. Phấn đấu hàng năm có ít nhất 12.000 thanh niên được giải quyết việc làm. Với mục tiêu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh phấn đấu có 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm, có 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đoàn Tây Ninh đã tích cực phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tuyên truyền về chủ trương hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, tiến hành khảo sát, điều tra nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, nhằm tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn phù hợp, hướng dẫn các hộ thanh niên có nhu cầu thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn để nâng cao năng lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực giới thiệu các hồ sơ để nhận vốn hỗ trợ khởi nghiệp từ tỉnh đoàn Tây Ninh.